Từ ngày 17 tháng 8, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19 cho các tiểu thương sớm hơn so với lịch trình ban đầu là từ tháng 9. Theo Bộ trưởng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ và Mạo hiểm Kwon Tui Sung, ban đầu chính phủ cân nhắc thời điểm chi trả tiền hỗ trợ là vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, sau khi xét thấy giới tiểu thương đang gặp khó khăn ngày càng trầm chất hơn do làn sóng lây nhiễm lần thứ tư, chính phủ đã nỗ lực tối đa để đẩy sớm hai tuần thời gian hỗ trợ những tiểu thương đã được hưởng tiền hỗ trợ khẩn cấp lần 4 và thỏa mãn điều kiện hỗ trợ là đối tượng được ưu tiên hỗ trợ nhanh đợt 1. Chính phủ nhận đăng ký trong ngày 17 và 18 tháng 8, và ngày 18 tháng 8 là đến lượt đăng ký của các tiểu thương có số cuối đăng ký kinh doanh là số chẵn. Từ ngày 19 tháng 8 sẽ áp dụng đăng ký đồng loạt, không phân biệt chẳng lẽ. Tiểu thương nào bị áp dụng trên 6 tuần lệnh cấm tụ tập của chính phủ sẽ được hưởng trợ cấp tối đa là 20 triệu won, 17.100 đô la Mỹ. Nếu bị áp lệnh hạn chế thời gian kinh doanh trên 13 tuần sẽ được hưởng trợ cấp tối đa 9 triệu won, 7.700 đô la Mỹ. Tiểu thương có doanh thu năm 2020 giảm trên 10% so với năm 2019 sẽ được hỗ trợ từ 400.000 won, 342 đô la Mỹ cho tới 4 triệu won, 3.400 đô la Mỹ tùy theo quy mô doanh thu và mức giảm doanh thu. Riêng trong ngày 17 tháng 8 đã có tổng cộng hơn 442.000 tiểu thương đăng ký nhận hỗ trợ. Tính đến 4 giờ chiều cùng ngày, Bộ Doanh nghiệp đã hoàn tất chi trả cho 188 người. Lần này, chính phủ mở rộng tiêu chuẩn hỗ trợ, đó là áp dụng với cả tiểu thương có doanh thu theo quý bị giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, những tiểu thương mở cửa kinh doanh sau tháng 3 năm nay sẽ thuộc đối tượng được hỗ trợ nhanh đợt 2, đăng ký nhận hỗ trợ từ 30 tháng 8.